Ngày 11 tháng 5 vừa qua, Bộ Nội vụ có công văn thông báo về kết quả kiểm tra Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam, trong đó chỉ rõ nhiều sai phạm. Kết quả này được đưa ra sau gần 9 tháng kể từ ngày Bộ Nội vụ có quyết định thành lập đoàn kiểm tra vào tháng 8 năm 2019. Theo thông báo kết quả kiểm tra do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn ký ngày 11 tháng 5 đã chỉ rõ, Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam còn tồn tại nhiều thiếu sót trong việc chấp hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ và việc thực hiện điều lệ Hiệp hội như thiếu biên bản một số cuộc họp, chưa ban hành quy định cụ thể về trình tự, thủ tục thẩm quyền giải quyết tranh chấp trong nội bộ Hiệp hội, chưa xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức trong hoạt động của Hiệp hội. Công văn trên đã đưa ra cụ thể về việc Hiệp hội ban hành một số văn bản trái với điều lệ. Cụ thể, tại quyết định số 175/QĐ-HH ngày 30 tháng 12 năm 2016, có một số nội dung không đúng với quy định tại điều lệ hiện hành. Ban hành hai quyết định về việc thành lập Viện Công nghệ chống làm giả có cùng số ngày ban hành nhưng có nội dung khác nhau. Ban hành quyết định thành lập các cơ quan đại diện của tạp chí hàng hóa và thương hiệu tại Quảng Nam, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh đều đã căn cứ vào quyết định số 44/2014/QĐ-BNV ngày 22 tháng 6 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt điều lệ Hiệp hội là trái với điều lệ. Vì điều lệ sửa đổi, bổ sung của Hiệp hội đã được ban hành theo quyết định số 1419/QĐ-BNV ngày 10 tháng 11 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Việc ban hành quyết định số 97/QĐ-HH ngày 17 tháng 10 năm 2013, quyết định số 99/QĐ-HH ngày 17 tháng 10 năm 2013 và quyết định số 100/QĐ-HH ngày 17 tháng 10 năm 2013, căn cứ vào biên bản họp ban chấp hành ngày 30 tháng 9 năm 2013, được tổ chức đồng thời ở Hà Nội, Quảng Nam, Hồ Chí Minh là không đúng. Ban hành quyết định số 43/QĐ-HH ngày 1 tháng 8 năm 2017 về việc tạm đình chỉ hoạt động Trung tâm Công nghệ chống hàng giả Việt Nam đã căn cứ vào quy chế làm việc số 01/QĐ-HH ngày 6 tháng 1 năm 2017 là không đúng, vì Hiệp hội đã khẳng định không hề có quy chế này. Thiếu sót trong quá trình hoạt động gồm không sửa đổi bổ sung điều lệ cho phù hợp mà sử dụng thực hiện theo điều lệ đã được phê duyệt cách đây 14 năm từ năm 2006. Hiệp hội tổ chức hội thảo quốc tế nhưng không xuất trình được văn bản xin phép cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Chưa làm hết vai trò trách nhiệm của Hiệp hội trong việc lãnh đạo quản lý đối với pháp nhân thuộc Hiệp hội. Cũng theo thông báo của Bộ Nội vụ, thì việc công dân phản ánh về Chủ tịch Hiệp hội vi phạm trong quá trình điều hành hoạt động là có cơ sở. Chủ tịch Hiệp hội đương nhiệm đã nhận trách nhiệm, có nguyện vọng xin thôi giữ chức Chủ tịch, đề nghị xem xét giải quyết và lựa chọn, bầu Chủ tịch Hiệp hội mới theo quy định của pháp luật và điều lệ Hiệp hội. Trên cơ sở những sai phạm trên, Bộ Nội vụ đã yêu cầu Hiệp hội, Chủ tịch Hiệp hội khẩn trương kiện toàn Ban chấp hành, Ban thường vụ, các chức danh lãnh đạo Hiệp hội, trong đó có chức danh Chủ tịch Hiệp hội, báo cáo Bộ Nội vụ để tổ chức đại hội bất thường thông qua dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, rà soát để sửa đổi, bổ sung các quy chế hoạt động phù hợp với điều lệ sửa đổi, bổ sung sau khi được phê duyệt, giải quyết dứt điểm đơn thư phản ánh trong nội bộ Hiệp hội, báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết quả giải quyết. Bộ Nội vụ cũng khẳng định sẽ có văn bản đề nghị cơ quan quản lý nhà nước đã cấp giấy đăng ký hoạt động đối với các pháp nhân trực thuộc Hiệp hội, tiến hành kiểm tra các tổ chức pháp nhân đã bị phương tiện thông tin đại chúng phản ánh để xác định rõ sai phạm, vi phạm xử lý theo quy định của pháp luật.